Hôm nay em anh sẽ giới thiệu với khách hàng một cái vị trí nhà rất rất là đẹp, lô góc giá chào bán cũng rất là hợp lý, 1 tỷ 850 triệu đồng, ô tô có thể đi qua nhà thoải mái, ngõ thông đường rộng. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay em anh sẽ giới thiệu với khách hàng một cái vị trí nhà rất rất là đẹp, lô góc và cái giá chào bán cũng rất là hợp lý, 1 tỷ 850 triệu đồng, ô tô có thể đi qua nhà thoải mái, ngõ thông, đường rộng. Trung tâm khu vực Yên Nghĩa, tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, với cái mặt tiền của ngôi nhà là 3m6, hướng nhà là hướng Đông Bắc mọi người nhá. Đây, em đang đứng ở phía cửa chính của ngôi nhà. Cửa chính của ngôi nhà được ốp gạch 60-60 màu trắng, rất là đẹp. Hiện trạng của ngôi nhà này thì đã hoàn thiện gần như là 100%, chỉ việc dọn đồ về ở thôi. Toàn bộ hệ thống công tơ điện, nước, sổ đỏ đầy đủ, đã đều đầy đủ hết rồi. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu, và bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ khi khách hàng mua cái căn nhà này mọi người nhá. Hiện tại em Ánh đang đi vào phía căn phòng khách của ngôi nhà đây. Đấy, mọi người có thể thấy không ạ? Với cái gạch lát nền là kích thước 60-60 màu trắng. Cái tông chủ đạo, tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này cũng là màu trắng. Hệ thống đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, trần thạch cao đều đã được hoàn thiện xong hết rồi. Phía tầng 1 của ngôi nhà chủ đầu tư có lắp một cái móc chờ quạt trần rất hợp lý. Và mời mọi người theo em vào phía căn phòng bếp của ngôi nhà. Đấy, mọi người có thể nhìn toàn bộ tủ bếp của ngôi nhà được thiết kế là gỗ lim, làm nên tới tận trần rất là hợp lý. Tủ bếp thì rất là rộng rãi. Phụ kiện bếp cũng đều được lắp đặt đầy đủ về chậu rửa, bồn rửa cũng như là mặt đá. Mặt bếp được lát đá đen. Phụ kiện bếp thì chất liệu đều là inox 304 mọi người nhá. Đó. Đấy, mọi người có thể nhìn phía tầng 1 của ngôi nhà có một nhà vệ sinh. Đấy, đây ạ, mời mọi người. Nhà vệ sinh tầng 1 của ngôi nhà đầy đủ về bồn cầu. Đầy đủ về bồn cầu cũng như là vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nên trên toàn bộ ngôi nhà. Mọi người có thể ngắm qua kỹ vào cái tủ bếp của cái căn nhà này, thiết kế rất là hợp lý, chi tiết và đầy đủ mọi cái công năng cho một cái, đây là phần để hút mùi. Dưới này là có thể để lò nướng hoặc là lò vi sóng mọi người nha. Đó, rất là hợp lý. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang lên trên 4 tầng của ngôi nhà đều được làm bằng chất liệu gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc cổ bậc được lát đá xanh. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với cái căn nhà này rất là gần chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học, rất là gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với lại bến xe Yên Nghĩa mọi người ạ. Mời mọi người theo em vào phía tầng 2 của ngôi nhà. Đây ạ. Đây chính là phía tầng 2 của ngôi nhà, rất là rộng. Với cái thiết kế là lô góc cho nên là cửa sổ mở hai hướng mọi người nha. Với một cái căn phòng mà mở được đến 2-3 cái cửa sổ như này thì phải nói là cực kỳ thoáng. Hướng nhà Đông Bắc cũng rất là mát mọi người ạ. Đấy, cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Đây là ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Với cái tông sơn chủ đạo màu trắng cho nên tạo cho một cái không gian phòng rất là rộng, rất là thoáng. Trên tầng 2 của ngôi nhà thì gạch lát nền được thay thế bằng gạch màu trắng 50-50. Và có pha thêm cái gạch màu đen nữa mọi người ạ. Màu đen kim sa rất là đẹp. Cửa thông phòng toàn bộ của ngôi nhà này là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đó, màu sơn thì đã được xong hết rồi. Hệ thống trần thạch cao cũng được thiết kế đầy đủ rồi. Mời mọi người theo em ra phía phòng vệ sinh tầng 2 của ngôi nhà. Tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế gồm một phòng vệ sinh đầy đủ về những cái công năng sử dụng cho một hộ gia đình. Và nhà vệ sinh tầng 2 thì rất là rộng mọi người ạ. Gạch ốp lên tới tận trần, gạch ốp 30-60 lên tới tận trần này. Bồn cầu này, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống rửa mặt này, rất là đầy đủ luôn. Đó. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà này được thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người nhá. Cũng gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh.
Đó. Thiết kế tương tự như nhau với cái căn nhà chào bán 1 tỷ 850 triệu. Rất là hợp lý. Vị trí thì là lô góc, rất là thoáng, rất là đẹp. Đó, mọi người nhìn thấy không ạ? Đấy. Với cái diện tích của cái căn phòng ngủ này, nó sẽ rơi vào khoảng tầm hơn 20m mọi người nha. Rất là rộng, kê đồ đạc rất là thoải mái. Nếu như mọi người đang tham khảo về cái mẫu nhà 30m thiết kế như thế nào thì đây cũng là một mẫu nhà để mọi người có thể học hỏi. Và em Ánh có một video mà giới thiệu cái căn nhà 30m có nội thất thì mọi người, em sẽ để link ở dưới và mọi người có thể bấm vào đấy để xem là với 30m và thiết kế có nội thất giường, tủ, bàn phấn nó sẽ như thế nào. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Tầng 4 của ngôi nhà cũng được thiết kế tương tự như tầng 2, tầng 3 mọi người ạ. Như vậy lên trên tầng 4 của ngôi nhà đã có 3 phòng ngủ rồi. Rất là rộng và tầng 4 cũng có một nhà vệ sinh nữa. Và tuy nhiên trên tầng 4 này thì chủ đầu tư chưa lắp đặt thiết bị vệ sinh. Cái này là để cho gia chủ, nếu như mà có nhu cầu thì gia chủ sẽ tự lắp mọi người nha. Đó, rất rộng. Đấy. Thiết kế thì tương tự như nhau thôi. Đó. Với những cái lô góc thì được cái lợi thế là mở cửa xung quanh, mở cửa sổ xung quanh rất rất là thoáng mọi người nha. Căn phòng nào cũng được chủ đầu tư lắp đặt ống chờ dây, chờ và áp chờ điều hòa đầy đủ hết rồi. Cho nên mọi người yên tâm về với cái căn nhà này, chỉ việc mua đồ về và lắp đặt thôi. Tiếp theo, xin mời mọi người lên trên phía khu vực sân phơi của ngôi nhà. Với căn nhà này thiết kế nó hơi lạ lạ một chút, là cái khu vực lên sân phơi nó riêng biệt hẳn ra mọi người ạ. Rất thoáng. Và đây chính là khu vực sân phơi mọi người nhá. Rộng vô cùng rộng. Sau này mọi người có thể về có thể chế cháo thêm một cái tầng ở trên này nữa. Đấy là tùy ý của gia chủ. Còn hiện tại chủ đầu tư sẽ bán nhà theo hiện trạng này mà em quay thôi nhá. Đó, mọi người có thể biết nhìn xung quanh về những có rất là nhiều nhà cao tầng cũng như là nhiều cây xanh. Với cái vị trí của ngôi nhà này thì thực sự nó rất, cái không khí nó rất rất là thoáng đãng mọi người ạ. Cảm giác như kiểu là sinh sống quê. Rất là thoáng, rất là hợp lý với một cái ngôi nhà mà đã có sổ đỏ đầy đủ cũng như là sổ Hà Nội. Là mọi người có thể biết rằng là Hà Nội thì không phải là dễ mua đúng không ạ? Và cái vị trí thì là cực kỳ nhiều cây xanh, rất là thoáng. Ngoài những video này thì bên em Ánh còn rất nhiều những cái căn nhà khác có cái giá bán hiện tại thấp nhất là 1 tỷ 300 triệu đồng. Vậy thì nếu như quý khách hàng đang xem kênh của em hoặc đang xem video này đến thời điểm này, mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết, muốn được tư vấn thì vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em nếu như thấy hay thì bấm like để ủng hộ cho em, cũng như là bấm đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.